Lúc nào em vừa đi ngang đây là thấy chợ hoa là không thể là không đi vào. Vì ngày rằm ngày 30 mùng 1 là khu phố đường Trương Dương đến góc Tường Tiền này mọi người là đều có hoa quả để bán cho bà con thắp hương. Đó, thì đi ngang đình thẳng qua Đông Ba nhưng rồi cuối cùng phải ghé vào đây thăm bà con những cái hoa, những cái quả. Đây là dòng sông An Cửu. Ngày hôm nay 24 tháng 9 năm 2022, thời tiết cũng đã dứt mưa chiều nay. Dạ, gió chút lé lói ánh nắng. Trên sông cùng những hình ảnh thân quen của bà con, bà chèo, ông thả lư. Đó mọi người, đó, bà con đi làm cá buổi chiều tối đó. Dạ, bây giờ làm cho đến tối rồi sáng có cá ra chờ đó, gần với cái cầu An Cửu luôn. Dạ. Đây bên sông của hai người đang thả cá là phía sau của công an Định đường Phan Đình Phùng. Và Dương Vui đang có mặt tại đây là khu vực đường này, Phan Chu Trinh. Dạ. Sát bên cầu Trường Tiền vào đây. Cầu An Cửu. Dạ. Những hình ảnh buổi chiều của bà con đi đi về về. Ồ, như bên kia cũng có một cái nhà hàng thì đang khai trương. Ồ, mặt bằng rất là rộng luôn, khai trương khoảng xã là mang buôn bán. Dạ. Rồi cùng thăm thể chim đi. Rồi Phan Chu Trinh, giờ này thì bà con đang đi làm đi đồng về, đường cũng khá là đông, tất cả các tuyến đường mọi người. Và à, tầm mưa cả thì thầy không dễ chịu. À, bên kia là công an Định, ta nhìn từ mặt xấu. Và bên dưới là con sông An Cửu. Yeah. Tình hình dự báo thì hình như cuối tháng 9 này thì sẽ có cơn bão. À, không biết đi vào đâu. Nghe thông tin dự báo xa, thời tiết xa là vậy đó mọi người. Dạ. Tình hình thế nào thì nếu như ở Huế có mưa gió thế nào thì em vui sẽ cập nhật hàng ngày để cho mọi người thăm Huế. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ ngang qua khu vực chợ An Cửu chiều nay. Nghe nhìn bà con làm ăn sinh sống. À, mai 30 rồi, bà con đưa hoa quả ra bán rồi mọi người. 30 âm lịch á, hôm nay chắc là 29 thôi. Dạ, đây chợ An Cửu thân quen. Buổi chiều thì vẫn hơn buổi sáng. Dạ. Chợ An Cửu còn lâu lâu đi ngang vòng để bà con thăm đến đỡ cho đời nhớ. Dạ. Yeah. Thăm Huế thì thăm nơi nơi mọi người. Ở đây có buổi chiều có món chè chua chưa đang soạn hàng đó. Chờ 2-3 hôm đi trời mưa rồi, bà con buôn bán hàng rong là cũng được nghỉ ngơi 2-3 bữa thôi. Ngày hôm nay nắng ấm lên tạnh mưa, bắt đầu hàng chiều tối thì hàng rong này lại nhộn nhịp trở lại. Dạ. Ở đây có cái tiệm dây tấn súng này, chắc bà con mà nếu ai ở Huế từ cách đây 40-50 năm trước thì là biết. Ở cái tiệm dây tấn súng này là lâu lắm rồi. Em vui lần lên là đã có rồi. Mà em vui năm nay cũng 40 tuổi rồi. Ông là tấn súng này tiệm dây lâu lắm rồi. Ít lắm là trên 50 năm ở Huế tại đường Hùng Vương. Bên chờ An Cửu đó mọi người. Dạ. Còn siêu thị này thì mới xuất hiện. Là vì siêu thị Gấu là mới đổi nhãn hiệu hơn 5 năm. Còn trước đây là Bixi. Dạ. Chứ thật sự thì cái công trình này có là lâu rồi. Bixi cũng hoạt động 50 năm rồi.
bây giờ chuyển đổi, gọi là chuyển đổi chủ hay đổi tên doanh nghiệp luôn. Rồi có những cái khách sạn đấy là như tên là sẽ đã đóng rồi, chứ mà em vui cũng đọc tiếng Anh nên rằng là mình nhớ mày là Indo China Plat xe gì. Khách sạn này từ khi mở ra cũng thấy cũng vắng khách, ở trong những năm nay có dịch giả nó cũng có khách luôn, không biết bây giờ thì thế nào. Hơn nữa mình cũng không nằm trong cái kinh doanh làm ăn lớn thì không biết, chỉ đi ngang thấy xe cổ người ít thì kêu là vắng khách thôi, chứ đâu có biết hình thức kinh doanh là xe đến rồi thả khách xuống nó đi thì sao. Không biết được. Và cũng vì là khách sạn đó là có một trong những khách sạn lớn có mặt tại Huế hồi những ngày năm mới những ngày mà mới khai trương, bà con ai cũng biết vì có những khách sạn lớn á, tổ chức khai trương cũng rầm rộ, cho nên là bà con cũng biết đến là khách sạn Huế ở đường Hùng Vương có khách sạn rất là đông. Qua ngày 6 thân quen nữa rồi. Chiều về thì có cơ hội có sân chơi cho người ta cho thuê những cái xe, những cái xích lô nhỏ cho các bé đến công viên chơi được cái sân quảng trường của nhà hát. Tại ngày 6 mọi người. Đây chúng ta đi lên đường Hà Nội, được con đường mới đi để thăm, hoặc là hay là đi thẳng đường Hùng Vương luôn. Bây giờ có màn hình màn đồ ngay ngã 6 trung tâm đồ để cho những cái lễ hội có thể hiện lên trên đó, hay là những cái quảng cáo gì đó tại thành phố. Chiều khô tần rạo đây, bà con thông dong buôn bán đạp xe đi trên đường. Cũng như cả cái gian hàng ở đấy, xe cộ tấp nập mọi người. Đường Hùng Vương khu vực này thì gần với cầu Trường Tiên đó, từ ngã 6 đến cầu Trường Tiên là tấp nập hàng, gọi là kinh doanh nhất, giày dép ăn mặc đủ thứ luôn. Lúc này dừng đèn đỏ này. Đường Hùng Vương chiều nay có những cửa hàng như là những cái ống lợn như là Việt Tiễn Áo Quân. Cửa hàng lúc nào hàng hóa nhiều nhộn nhịp, những cái gọi là những cái thương hiệu đó, đồ công sở có Việt Tiễn Áo Quân cũng rất rất là chất lượng. Ở đây có khách sạn thôi mời ra là đặt là Tấn Hoàng Cung, sau đó mới như đổi lại cái tên đó mọi người. Hoàng Cung lồng lầy xa hoa quá hay răng đỏ. Đổi lại khách sạn chi đó. Công trình lớn đó. Tháng 8 âm lịch thì cũng là tháng mà người ta cũng có là cái lễ cúng đất nữa đó mọi người, ở Huế cúng đất, giống như ai kinh doanh buôn bán đâu rồi là người ta hay cũng có cái lễ này cũng tháng 2 rồi tháng 8 và tà thổ thần đất đai để làm ăn buôn bán xuống sẻ, rồi cuối năm là lễ tất niên và 2-3 lễ luôn một năm. Đây bữa nay có cái đèn xanh đèn đỏ, có cái biển cầm ô tô xích lô qua cầu Trường Tiên từ 6:30 đến 8 giờ, trưa từ 11 giờ đến 11:30, và chiều 16 giờ đến 18 giờ. Không cho ô tô xích lô qua đường thì giờ cao điểm gây ách tắc giao thông.
À, thường thường là nhìn cái biển hiệu đi thôi này, biển báo thôi, nhưng bây giờ có những thêm cái biển trừ đèn bằng đèn led nữa. Dạ. À, có anh mô đang livestream trên trường tiền này. YouTuber nào đó. Đấy, bên dưới là sông Hương, đối bờ là thuyền rồng. Chúng ta tiếp tục ngang qua trường tiền. Dạ. Và ngắm sông Hương đối bờ. Đấy, chiều nay thần rào, mưa kêu gió cũng kêu, nắng cũng còi, bà con về theo dõi. Dạ. Ở trong có nhiều người ở xa cũng như là ở gần, rồi ở trong nhiều lúc xa xứ, rồi nhiều lúc xa quê, như là các người đi làm công nhân ở Bắc Nam, người ta đôi khi cũng nhớ về Huế, nhớ về quê hương, đôi khi không có cái cơ hội thì đâu đó lướt qua trên cổng thông tin thì thấy hình ảnh Huế qua các kênh như Vui Làm, thì đôi khi cũng giúp mọi người có nhiều cái niềm vui để đời nhớ hơn. Đó, cũng hy vọng những cái video của Yến Vui cũng như các bạn làm về Huế, giống như Yến Vui, thì mong nhiều người đón nhận được làm cho bà con đi xa xứ hay là có lưu luyện về Huế thì đời nhớ hơn. Dạ. Ai mỗi câu thông tin thì lúc nào cũng thấy gặp những hình ảnh máy mê máy gì bạn về số cũng như bạn cái đồ lưu niệm có ôn xe thô. À đây, lúc nào Yến Vui đi ngang đây là thấy chợ hoa là không thể là không đi vào, vì ngày rằm ngày 30 mùng 1 là khu phố đường Trương Dương bên góc Trường Tiền này mọi người là đều có hoa quả để bán cho bà con thắp hương. Đó, thì đi ngang đình thẳng qua Đông Ba, nhưng rồi cuối cùng phải ghé vào đây thăm bà con những cái hoa, những cái quả rất là nhiều trên khu vực phía sau chợ Đông Ba. À, cứ như thế vài tháng chúng ta lại ngang qua những nơi mà đã ngang đó để thăm lại mọi người. Yeah. Đấy, nếu như đi thẳng thì là bắt gặp hình ảnh buôn bán nữa, hàng ăn hàng uống đồ vặt cũng như cả thịt tôm đó, đồ tươi sống đủ các kiểu luôn, ra đến cầu Giá Hồi nữa. Yeah. Rồi đi luôn. À, cũng có nhiều cửa hàng đang soạn hàng chiều rồi, 5 giờ chiều hơn đây. Dạ, 5 giờ. Đó, hàng rau củ quả chợ lớn của Huế đây, Đông Ba. Dạ, cái gì cũng có. Đó, bao nhiêu cái thứ đồ dùng, đồ ăn mặc tất về Đông Ba đều có hết, chợ lớn của Huế đó. Dạ. Ta đang đi mặt sau dòng sông đó. À, mình đi sau này cái lâu chuông là sau này đây phải không nè, sau này như là lâu chuông đây mọi người, những Vui nhớ là nghe là không biết phải không, lâu chuông chợ Đông Ba, vì đang có tên lâu chuông chưa tìm hiểu đây. Là cái dài phía dưới dòng sông rồi, vì chợ Đông Ba thì cũng có 2-3 dài, thứ sáu này là chờ này, rồi phía trên là có thêm cái giày chờ người ta làm chuyến làm thợ máy á, máy sửa chữa áo cũng nguyên cái lâu trên luôn, mà nghe động là lâu chuông hay là khu vực này hay sao đó. À, không tìm hiểu này, người Huế Marina hơi cô lô xì đây mọi người. Chưa tìm hiểu cái lâu chuông của chợ Đông Ba này. Dạ. Yeah. Mọi người thông cảm nha, chỉ bỏ qua cho em. Em cũng là người đôi khi có những cái không biết đến luôn, không tìm hiểu luôn. Và người mặc dù người dân, người con của Huế chờ Đông Ba mà chưa biết cái lâu chuông này mọi người. Cứ lần lên cái đi chờ lận, cứ vào chờ mua sắm trước và sau chứ không để ý. Đó, mà chờ Đông Ba thì mọi người biết là rất là nhiều cái lâu, rất là nhiều cái đấy.
nhiều cái lỗi. Rất là nhiều, gọi là lâu nấy lâu té đó, lâu máy lâu chuông lâu đủ cả kiểu luôn. Dạ, thôi mai một em vui tìm hiểu lại rồi có một video nói sơ lược lại để bà con nghe nha. Dạ, còn video này bà con thông cảm, em vui cùng nói để cho có chuyện cho vui với bà con. Dạ, đó chị cũng có đây hàng gia vị mắm muối ớt tương xà phòng các kiểu luôn. Dạ, bên đây là hàng ăn bánh đẹp bánh mì. Đó, mấy cái lo mì, mì từng thủng đó, từng rổ mì đi bán đó. Đó. Mày mê, mày o. Đây là mũi câu giá hồi đó. Đó, bên dưới câu giá hồi thì vẫn có người tụ tập buôn bán những cái hàng rong. Tấp nập cho mọi người. Yeah. Tầm rào về ra đường thấy tấp nập số bồ. Còn những ngày mưa thì nhìn nó buồn, nó ảm đạm. Dạ. Tuy nhiên đi chiều nay đi ngang chợ thấy rưng. Bình thường cũng nặng nỗi nhưng mà đi thấy cảm giác nó bình thường ấy. Còn trong vòng 4-5 ngày đi mưa, tự nhiên chiều đi tầm đi ngang thì thấy rưng đó. Dạ. Đó là hình ảnh chiều nay thăm Huế nha bà con. Hy vọng mọi người cũng thấy thú vị khi xem video của em vui. Dạ. Và video khá dài thôi, cho em vui tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Khi xem đừng, mọi người đừng quên những like, chia sẻ, đăng ký, đồng hồ. Yeah. Rồi em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.